can tell. Chắc là để lâu rồi nên nó không nổ được các bạn. Đây là tất cả các cái con bù gì đấy. Bù gì chết trên dọc đường đấy. Đây là con bù gì. Thanh Ngọc sửa xe chỉ biết mỗi việc là gì. Ôi, đúng là nó đen bẩn thật. Chắc là do Thanh Ngọc cho quá dầu rồi. Rồi, đấy, bây giờ đây. Thử xem thế nào nhá.